theo mình thì bản sắc là những gì tự thân người ta phát ra mà không có sự can thiệp của lý trí, khi người ta không tự hỏi là bản sắc là gì. Ảnh hưởng rất là nhiều, nói chung là ảnh hưởng rất nhiều bởi vì là cái môi trường nó tác động nhiều đến cái vấn đề tâm lý, và từ cái vấn đề tâm lý thì nó xảy ra nhiều cái cảm hứng cho cái việc vẽ, thì là hầu như là thay đổi toàn bộ cái cách làm nghệ thuật của mình. Để khán giả có thể trước đây là khán giả có thể nhìn thấy một bước tiến tiếp theo trong vòng cả một quá trình nghệ thuật. Nên chúng tôi về những suy nghĩ mới, những tác phẩm mới. Và với mình thì nghĩ là khán giả có thể được xem một phần cái đời sống thực tế của những người mà sống ở đi xa quê hương, đi ra khỏi đất nước để sống trong một nền văn hóa khác. Đây là không phải là về cái gì nhiều ý nghĩa to lớn, nhưng chỉ về cảm giác. Đấy là cái mình nghĩ khán giả sẽ đón nhận được cái cảm giác.